Ngày 6 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắc Hà tổ chức ra mắt hai mô hình phụ nữ cam kết sản xuất nông sản sạch, thực phẩm an toàn tại xã Hà Mòn và thị trấn Đắc Hà. Mô hình phụ nữ cam kết sản xuất nông sản sạch, thực phẩm an toàn xã Hà Mòn có 36 thành viên, tại thị trấn Đắc Hà có 30 thành viên là hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như rau, củ, quả, nuôi cá nước ngọt và gà thả vườn. Tham gia mô hình, các thành viên sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ một lần trên tháng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, thực hiện cam kết về việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, trao đổi, hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn để nhân rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội khác để tạo mối liên kết trong việc quảng bá, tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ.